Đau lòng, một linh mục Việt Nam bị vu cáo gian dối trong nạn đói năm 1945. Thành Long mến chào cộng đoàn. Trên trang, tác giả G. Vinh Lê chia sẻ: nạn dịch COVID-19 2020 nhớ nạn đói 1945. Năm đó, gần 2 triệu người miền Bắc chết đói. Nguyên nhân thì mỗi người nhìn một phương diện. Ít ai đã nói hết sự thật. Có điều là ai cũng đồng ý đó là cơn đại nạn của dân tộc Việt Nam ta. Năm 1945, Đức Giám mục Hưng Hóa bổ nhiệm cha Phaolô Nguyễn Khắc Hy làm cha đốc tràng Hà Thạch, tức giám đốc tiểu chủng viện Hà Thạch. Khác với cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, năm 2019 được bổ nhiệm làm giám đốc đại chủng viện San Antonio, Texas bên Hoa Kỳ. Tháng 5 năm 1947, cha Phaolô nhận được bài sai đi làm chính sứ hoàng giá. Chú ý, 2 năm sau nạn đói 1945. Năm 1953, ngài phải nộp tô theo quy định của nhà cầm quyền, thậm chí phải nộp cả phương tiện đi lại làm phục vụ là chiếc xe đạp. Thời đó, xe đạp rất quý hiếm. Vậy mà năm 1954, có kẻ dùng những lời lẽ biện đặt trắng trợn để ghép cha vào thành phần địa chủ bóc lột nhân dân. Một hôm trời mưa rất to, họ bắt ngài đứng dưới giọt nước từ mái nhà tranh. Tuy rét run vì ngấm nước nhưng ngài vẫn không phản ứng. Có kẻ vu cáo ngài rằng năm 1945 nhà sứ thì nhiều thóc, thậm chí là có thóc đổ xuống ao cho cá nó ăn. Trong khi đàn con của tao bị đói, tao vào hỏi vay mà mày không cho, tại sao? Lúc này cha chỉ nói lại nhẹ nhàng: thưa bà, năm 1945 thì con không biết vì năm 1947 con mới được về đây. Trích theo website Giáo phận Hưng Hóa. Như vậy chúng ta thấy lời lẽ đấu tố cha của người phụ nữ kia là hoàn toàn bịa đặt. Còn thân linh mục Mi Trầm chia sẻ: xây nhà thờ và nạn đói. Nhà thờ Đan Viện Sì Tô Châu Sơn, Ninh Bình được xây dựng từ tháng 2 năm 1939 đến cuối năm 1945 mới hoàn tất. Khi đang xây dựng đến hai chân tháp cao thì nạn đói xảy ra. Dân chúng quanh đó kéo nhau đến xin Đan Viện cứu đói. Đan Viện quyết định dừng việc xây nhà chúa để lấy tiền cứu dân rồi tính sau. Khi qua nạn đói, việc xây dựng lại được tiếp tục. Nhưng Đan Viện quyết định không xây tháp lên cao nữa mà dừng lại ở đó để làm kỷ niệm như một dấu chỉ nhắc nhở về việc sống bác ái như chúng ta thấy trong hình ngày nay. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.